Dạ vâng, vườn Lan Linh Yến xin chào tất cả cô chú anh chị em yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là phiên ngày 17 tháng 3 năm 2020. Vườn chúng em có tách một chậu xanh Huế để chia sẻ cho cô chú anh chị. Đây, buổi sáng nay đã tách xong rồi. Vâng, rất chi là nhiều đơn để cô chú anh chị chia sẻ. Những bác nào chưa có dòng xanh Huế này, bây giờ giá cả của cái xanh Huế đang lên rất chi là cao, đang sốt cực kỳ luôn. Đang sốt cực kỳ cái dòng xanh Huế này. Vâng, và địa chỉ của vườn chúng em là ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và vườn chúng em có 3 số điện thoại để liên hệ đặt hàng. Số thứ nhất là số 0947 977 186. Và số thứ hai là số 0912 532 056. Và số thứ ba là số 035 335 1567. Cả 3 số đều dùng Zalo của chú anh chị nhé. Cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua 3 số điện thoại trên. Hoặc nhắn tin qua Zalo qua SMS, chúng em sẽ lắng nghe và trả lời tin nhắn ạ. Vâng, và chúng em là nhà vườn và tất cả các mặt bông chúng em bán đều bảo hành trọn đời. Chứ cô chú anh chị, muốn bảo hành kiểu gì thì bọn em bảo hành kiểu đó. Đó, nói chung là như thế. Thì bọn em đã bán, kiếm thì rất lâu rồi. Em thì chuyên về kiếm. Nên về vấn đề mà bảo hành mặt bông thì cô chú anh chị hãy yên tâm. Vâng, và vườn của chúng em ngay ở trục đường quốc lộ 45, cách cầu Kiểu về phía bắc là 2 km. Cô chú anh chị đến đây cứ hỏi vườn Lan Linh Yến là hầu như là ai cũng biết, cô chú anh chị nhé. Vâng, em ngoài cái xanh Huế ra, mặt hôm nay em còn chia sẻ các chậu vàng Tây Ninh cho cô chú anh chị. Vâng, bây giờ em sẽ vào từng đơn. Dạ vâng, đây là bông xanh Huế, một bông cực kỳ quý giá, nói chung là đáng đồng tiền bát gạo của chú anh chị nhé. Bây giờ cái giá trị của xanh Huế nó đang tăng vọt cực kỳ luôn. Có những thân lên đến 9-10 triệu một thân. Đấy, bông Huế rất đẹp luôn. Vâng, và em đã tách ra đây để chia sẻ với chú anh chị. Với đơn số 1, đơn đầu tiên, em bán với giá là 4 triệu đồng nhé. Cái này vẫn còn mắt ngoài của chú anh chị nhé. Thân già nhưng vẫn còn mắt ngoài. Đây, mắt của nó đây. Đó, nên cô chú anh chị về trồng cái này nó sưng mắt rất là lên luôn, chứ không cần phải đợi. Đấy, cái xanh Huế thì cô chú anh chị nhận biết có xanh Huế là cái đầu lá nó võm vào này. Cái đầu lá xanh Huế là cứ võm vào. Đấy, cách nhận biết xanh Huế đơn giản nhất là như thế, không cần phải đấy. Đấy, đơn xanh Huế số 1 em bán với giá là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng cho đơn xanh Huế số 1 ạ. Tiếp theo đơn số 2 tương tự vậy, em cũng bán với giá là 4 triệu đồng. Đơn này mắt ngủ ở ngoài đây, vẫn còn mắt ngủ ngoài đây. Đây nhé cô chú anh chị này, đây này, đấy luôn mắt ngủ của nó đó. Đấy, nên cô chú anh chị về sẵn trồng. Cái lá này thì nó hơi lỗ một chút này, em nói trước nhé. Cái này chỉ về làm giống thôi. Đấy, lá võm vào đây. Cô chú anh chị cứ phân biệt cái xanh Huế là lá nó võm vào đấy. Đây này, đấy. Đơn số 2 em cũng bán với giá là 4 triệu đồng cho đơn xanh Huế số 2. Tiếp theo sang đơn xanh Huế số 3, một đơn lá to này. Lá này phải 4 thước này, em đo luôn. Đây, gần 5 cm luôn. 4 cm 8 luôn cô chú anh chị nhá, đây này. Đấy, gần 5 cm luôn, bản lá cực to luôn. Vâng, đơn này em bán với giá là 4 triệu rưỡi này. Đây này, em sẽ tìm cái mắt ngủ của nó ở đây, cái mầm của nó cô chú anh chị nhá, đây mầm của nó đây. Đây nhá cô chú anh chị này. Nói chung có mầm ngoài đây. Đây này, đây, đây, đầu ngón tay em luôn đây này. Đấy, cái mầm này đang sưng rồi, chuẩn bị là lên rồi. Đấy, 4 triệu rưỡi cho đơn số 3, xanh Huế ạ. Đơn số 3, xanh Huế 4 triệu rưỡi. Tiếp theo sang đơn số 4. Đơn số 4 này, nói chung là lá của nó, em báo trước là lá nó bị lỗi đây này. Lá thân già này. Là mắt ngủ, đây là mắt ngủ ngoài này. Mắt sưng này, sưng ú luôn. Đấy. Bên đây, đây, đây mắt nữa này. Đấy. Đơn này em bán với giá là 5 triệu đồng này. 5 triệu đồng cho đơn xanh Huế số 4, 5 triệu đồng. Lá nó võm này. Đấy. Cách nhận biết đơn giản nhất là như thế. 5 triệu đồng cho đơn xanh Huế số 5, số 4. Tiếp theo sang đơn số 5, tương tự vậy. Bản lá này cũng rất to nha, trên 4 cm của chú anh chị nhá. Đây cũng vậy này. Đơn xanh Huế số 5 em cũng bán với giá là 5 triệu đồng. Đơn xanh Huế số 5, đơn này cực đẹp luôn. Đấy,
nhìn xanh rất nhìn thân nó biết liền. Đây cái mắt ngủ của nó đây, ở cái mầm mắt ngủ ngoài đây, đây đây. Đây nha cô chú anh chị nha. Đây nha. Đó, nên là trồng cái loại này và yên tâm. Đang cái mùa này, mùa sinh sản, mùa phát chín thì cực nhanh luôn. 5 triệu đồng cho đơn số 5 ạ. Tiếp theo sang đơn số 6, đơn số 6 bán lá cũng là khi nãy em đo này. Bán lá là 4x7, 4x8. Đây là cái mắt ngoài của nó đây này. Mắt ngoài của nó đây này. Đó. Đơn này em cũng bán với giá là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng cho cái đơn xanh Huế số 5. Đơn này côn rất đẹp luôn. Lá không lỗi luôn. Không một chút nào lỗi lá. Đơn xanh Huế số 6, 5 triệu đồng. 5 triệu đồng số 6. Tiếp theo sang đơn số 7. Đơn này bán lá cũng phải tầm đấy nhá. Đây là các cái thân, xong cái thân này đang phát triển này. Đây là đơn số 7 em bán với giá là 5 triệu rưỡi. Củ to đùng luôn. 5 triệu rưỡi cho đơn số 7. Đơn xanh dưới lá nó bị lỗi đây cô chú anh chị nha. Em nói trước này là làm giống rồi. Này thì mắt ngủ đây rồi. Đây là mắt tua tướng này. Đây mắt tua tướng luôn. Đang sừng về trồng phát là phụt lên ngay. Đơn số 7 là 5 triệu rưỡi này. 5 triệu rưỡi cho đơn số 7 này. 5 triệu rưỡi đơn số 7 ạ. Sang đơn số 8 tầm bán với giá là 10 triệu đồng. Hai thân tư này. Thân tư lá đây là cũng một rè cả cô chú chị nhá. Cũng một rè đấy. Một chậu đấy. Đây lá thì chắc tầm 3 cm thôi. Đang phát triển thân tư thì nó cực khỏe rồi. Đây thì cái lá ăn phẩm là biết này. Xanh với phát hiện là như thế rồi. 3 thân, một thân già. Thân này là thân mẹ của tất cả các loại thân kia này. Đấy. Đơn số 8 em bán với giá là 10 triệu đồng. 3 thân này, một thân già, hai thân tư. 10 triệu đồng đơn số 8 nhá. Rất đẹp luôn. Từ tiết luôn đấy. 10 triệu đồng đơn số 8. Sang đơn số 9, đơn cuối cùng. Em bán với giá là 15 triệu. 3 thân tư đây. Bán lá này thì cũng tầm để em đo luôn này. Hơn 3 cm thôi. Bây giờ giá mà cứ 5 triệu một thân thì họ chốt liên tục rồi. Hôm qua em bán cái chậu kia đấy. Hơn 3 cm cho chú chị nhá. Về làm giống này. 3 cm 1, 3 cm 2. À cái lá này chắc to hơn này. Lá này gần 4 cm này. Đấy. Đây cuốn xuống là gần 4 cm này. 3 cm rưỡi này. Vâng, đơn cuối cùng là đơn số 9 em bán với giá 15 triệu đồng, 3 thân tơ tít này. Còn nó bán với giá là 7 triệu. Hơn bán cái giỏ là 22 triệu đấy. 7 triệu hơn là 3 thân. Vâng, đơn cuối cùng này em bán với giá là 15 triệu, đơn xanh Huế cuối cùng. Tiếp theo sang cái mặt hàng vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh đây chậu 4 thân này. Chậu 4 thân em bán với giá là 7 triệu này. 7 triệu chậu 4 thân vàng Tây Ninh này. Đấy, cái này thì nếu mà cái chậu thì là 8 triệu cô chú anh chị nhá. Nhổ lên thì là 7 triệu nhưng mà gửi bưu điện thì chắc phải nhổ lên thôi. Đấy. Còn chậu này là 4 thân một măng này. 4 thân một măng em bán với giá là 7 triệu 2 này. Gửi cái chậu luôn, chậu nhựa này thì gửi ok. 7 triệu 2. Không lỗi của chú anh chị nhá. Đang đà phát triển 4 thân một măng này. Đang đà phát triển rất khỏe. Bán lá phải tầm 4 cm rưỡi. Lá rất to, 4 thân một măng này. 7 triệu 2 vàng Tây Ninh. Tây Ninh là một bông đẹp, các bác vào Google search kiếm vàng Tây Ninh lên hàng mầm luôn. Đây, này là lá 5 cm đây này. Đơn này em bán với giá là 3 thân một măng này. Em bán với giá là 4 triệu rưỡi chưa chậu. Cái chậu này 1 triệu này. Là 1 triệu là cá chậu là 5 triệu rưỡi gửi xe. Còn nếu không thì 4 triệu rưỡi là em nhổ lên. Đấy, qua em cũng vừa mới chốt cái chậu xanh Huế là 3 thân 1 măng là 16 triệu rưỡi rồi. Lá hơn 3 cm. Lá cũng không được to.
hàng nó lại còn lùn nữa chứ, nó không được to. Bây giờ cái giá Huế nó cực kỳ là cao. Đây có chậu bụi hoa, đây, thần Huế đây, phát triển hai mầm này. Đấy, trồng cái mùa này nó nhanh lắm cô chú anh chị, trồng mùa này thì cực kỳ nhanh luôn. Vâng, một lần nữa cuối cùng em xin chào và kính chúc cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn luôn may mắn trong cuộc sống. Cô chú anh chị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh và để theo dõi những clip mới nhất, sớm nhất. Em là có hai kênh. Kênh thứ nhất là kênh Lan Rừng Hồ Công, em chuyên bán kênh Lan Rừng Hồ Công. Một kênh thứ hai là kênh Lan Rừng Việt Nam. Chúc anh chị nhé. Em xin chào lại.